gia đình Messi được bảo vệ bởi 50 vệ sĩ. Hiếm ai biết, cuộc sống của gia đình ngôi sao người Argentina, Lionel Messi trở nên dễ chịu và thoải mái tại Miami là nhờ có đội ngũ vệ sĩ hùng hậu và đông đảo lên tới 50 người. Không thể phủ nhận Lionel Messi đang tận hưởng tháng ngày tươi đẹp kể từ sau khi chuyển tới thi đấu cho Inter Miami từ PSG. Sau danh hiệu vô địch League Cup 2023, Messi đã khiến số đông fan Inter Miami phấn khích tột độ khi tỏa sáng với cú đúp kiến tạo giúp Inter Miami ngược dòng giành chiến thắng sau loạt đá luân lưu trước Cincinnati Fan Club để giành quyền vào chơi trận chung kết US Open Cup. Đằng sau màn tỏa sáng rực rỡ của Messi trong màu áo Inter Miami không thể bỏ qua sự mẫn cán, tận tụy trong khi bảo vệ Messi ở mọi lúc mọi nơi của vệ sĩ cao gần 2 mét, Yacine Chueco. Ngay cả trong những khoảnh khắc đời thường nhất, chẳng hạn như gia đình Messi đi siêu thị, Chueco cũng theo sát nhà vô địch World Cup 2022 như hình với bóng. Yacine Chueco đảm nhận bảo vệ cho Messi ở cự ly gần nhất. Theo tìm hiểu, vệ sĩ với vóc dáng cao lớn, đầu cạo trọc nhẵn thính với râu quai nón xồm xoàm của Messi vốn xuất thân là một cựu quân nhân Mỹ từng chiến đấu ở Iraq và Afghanistan. Không chỉ có thế, vệ sĩ của Messi là chuyên gia về các bộ môn liên quan đến tự vệ và võ thuật, với việc có thời gian dài theo tập Taekwondo, quyền Anh và võ tổng hợp, MMA. Không khó khi bắt gặp những bức ảnh trên trang cá nhân Instagram của Chueco ghi lại hình ảnh tập luyện cũng như thi đấu quyền Anh hoặc võ tổng hợp. Người đàn ông mạnh mẽ không phải là võ sĩ giỏi mà là người biết kiềm chế bản thân khi tức giận, đó là những gì mà vệ sĩ của Messi chia sẻ trong phần mô tả hồ sơ cá nhân. Trên thực tế, trách nhiệm bảo vệ ngôi sao từng 7 lần giành quả bóng vàng không chỉ thuộc về một mình Chueco. Thay vào đó, Chueco còn nhận được sự hỗ trợ của một đội ngũ gồm 50 người. Theo sự sắp xếp của Chueco, cựu quân nhân này cùng 10 vệ sĩ sẽ đảm nhận theo sát bảo vệ vòng trong và vòng ngoài mỗi khi Messi di chuyển. Riêng Chueco đảm nhận trực tiếp việc bảo vệ sự an toàn ở cự ly gần nhất với Messi. Vì lẽ đó, anh chàng vệ sĩ vạm vỡ luôn chăm chú vào Messi, thậm chí đi tuần tra dọc đường biên ngay cả khi cựu ngôi sao Barca thi đấu trong những trận ra sân vừa qua của Inter Miami. Trong khi đó, 40 vệ sĩ còn lại sẽ đảm nhiệm đảm bảo an toàn cho cô vợ Antonen Rocuyo cùng ba cậu con trai, Thiago, Ciro và Mateo mỗi khi ở nhà hay ra ngoài tới trường học, siêu thị hay trung tâm mua sắm. Qua đây, nhất cử nhất động từ gia đình Messi luôn được đặt trong sự đảm bảo an toàn tuyệt đối từ đội ngũ vệ sĩ hùng hậu và đông đảo lên tới 50 người. Một chi tiết thú vị đáng nhắc tới đó là mức độ nổi tiếng trên mạng xã hội của Yacine Chueco tăng lên rõ rệt kể từ sau khi lĩnh trách nhiệm bảo vệ nhà vô địch thế giới. Số lượng người theo dõi trên Instagram qua tài khoản Chueco đã tăng gấp 5 lần, lên 112.000 người theo dõi ở thời điểm hiện tại.